thật là đẹp hơn. Nhưng mà con đường này thật là xáo rỗng, ta vẫn rap thêm một chút. Và bây giờ thì báo ổng đời này cần xa ma túy hay nghiện ngập. Nhưng mà không, ta không cho nó vào trong chuyện tập. Nhưng mà đời vẫn là vết son. Nhưng mà không, hôm nay sẽ chết con. Đời này vẫn không giống như là bình sữa. Nhưng mà tối nay ta sẽ không một mình nữa. Anh em công nhận là xưa giờ lâu lắm rồi anh em mới có cảm giác là không ai quay chiếu mặt đúng không? Lâu lắm luôn rồi đó. Hãy biểu diễn đi em. Không, lâu thiệt luôn á Hàn Phúc ha. Lâu lắm luôn rồi. 4 tháng anh em mình chưa có máy quay chiếu mặt. Vãi lòng. Giống như kiểu mở lòng. Giống như kiểu mỗi lần tới We Rob là vậy á. Anh em ơi, Maxim lo cho We Rob. Ok, mình chết quanh thế nè. Chịu like. Tung tôi phê 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 phê. Anh em nghe biết này hả? Nè 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 đi. Ok. Trời đồ má. Trời đồ á. Ngoài gì sao? Bên này là của bài gì đó không biết nữa. Cổ hàng của tao chứ. Cơ sở. Cái bài đó. Cuốn tục mà. Yo. Đêm dài, câu chuyện đó thêm hài. Khi hôm nay trên chân em, đó là đôi hài băng qua những con đường xa. Khi anh nói đó chính xác là đường hoa, hay là Nguyễn Huệ. Hay khi mà em bây giờ lại chuyển hệ sang một với khác. Em là cuộc đời phó thác cho anh ban xuống. Khi anh biết nơi đây thì anh đang muốn cuốn thêm một điếu cần rồi hút. Khi ta say một chút, rơi một chút, giống như là giọt mưa. Chưa bao giờ ta quên đi những xứ mà ngày xưa. Ánh mắt ấy, mái tóc còn lưa thưa khi ta đi dưới trời. Bây giờ còn chưa mưa nhưng tại sao em lại che ô? Anh lại nghe đồng má. Hôm nay không còn thích ăn bánh tráng. Đó là cái mà ta sẽ chuyển bách. Quần này ta lại chuyển ngách cho mày thấy được rằng ta là quyển sách. Đôi khi mà ta đã nâng lên một level cao. Tại sao mà người ta lại lên level tao? Bởi vì bộ tao nó rất là xinh đẹp. Nếu hôm nay tụi tao ngồi đây có việc rap thôi. Anh em tao không có khác đối cho mày thấy được. Mày cùng đường nhưng mà mày khác đối. Trong một bát tối tao lại ngồi và chill. Tại sao cuộc đời cứ chờ đợi vào Hiếu? Bởi vì Hiếu là thần tượng của giới trẻ luôn. Anh em tụi ta có bài tên kính bạn hoa. Nếu như hôm nay tôi sẽ kính bạn nha. Nhưng trước tiên kính bạn thì tôi phải kính mẹ chứ. Bởi vì đời không có gì công bằng. Tiền vật chất là thứ luôn song hành. Ta là người công thành cho mày đổ máu. Hôm nay đời con mẹ tao là hổ ta thổ hàng hổ máu. Đổ máu như là nước sông. Má của tụi mày không biết được chứ không. Hay là tao đã chỉ cho bà được tương lai. Chỉ cho bà cách để bà phải thương ai. Đó là thương tao nè. Ok. Sách vào viên cơn, tao là người cùng mọi người lại tiên dương. Nhưng mà hôm nay cuộc đời lại khiếm thưởng. Ta chỉ muốn có đồng tiền lương. Mỗi cuộc sống đi đều có hai đồng tiền. Cảm xúc này tao ghi ra hai dòng liền. Rồi mỗi ước cao sang là những nỗi niềm tao mang. Tao mang, tao trả cho cuộc đời này quá xa. Trường tao đi đã quá xa. Ná nà, ná nà. Tắt Yo, đời thì không công bằng.